With that, let me first introduce my wife to come and help us with this. So my wife and I, we started investing. We got married. We live in San Diego. We got married. Then I moved her to San Diego from Fresno. But San Diego is very expensive. If you guys ever been there, it's super expensive down there. So for us to start to raise our family, we moved here to Minnesota, and that's when we started investing. And my wife has been a big part of that because she forced me to move to Minnesota, actually. All right, so with that, I just want to introduce my wife and have her come on stage. And if you guys can help me welcome her, give her a round of applause. Annette Lee Hsiao, come on. Sorry, we are having most of that. Patrick's later, but for the name, more cup in the other make up and all that. I just say hi to you guys. Yeah. She's going to help us with the interview. So we're going to have the two guest speaker comes up. We're going to ask them questions, and then after that, if you guys have any questions, feel free to jump in towards the end of that, okay? We'll start with that, okay? Yes, I should start at a Hmong. This is a Hmong event. It said no English and no money. So the point of no English, is that people literally have to be Ghana, they have a Hmong, okay? So we're going to be speaking Hmong tonight. So no English, all right? With that, the couples that I'm going to bring out, the guest speaker that we have, they've been big mentors of us since we started investing. And so I remember he told me to invest in 2008, right when I graduated from high school, from college. They told me to move up here to invest, but I just graduated and I thought it was the hot shot and I didn't listen to nobody and I knew better than anybody. So I stayed down in San Diego. I worked an IT job, and I did not invest in 2008. Like, imagine if I invested in 2008, right? That's when the market crashed, right? So you could have bought like properties for pennies on the dollar at that time, but it's okay. In 2017, we moved up, and we actually stayed at this these two individuals' house because we didn't have a place to stay. We just got married for like a year and a half. And we stayed at their place for 6 months before we moved out. And ever since that time, they've been great mentors to us. They taught us how to get started investing. And they house hacked, so they taught us how to house hack. And we listened, so thankfully we listened. And then through our journey, you know, to the different properties that we have currently to now, they've been always big supportive of us and been helping us all along the way. Not financially, but even better, with ideas and support, right? Especially in Japan, because it's a lot of work in real estate, right? So you're going to get burnt out, you're going to feel like you don't know what to do, you're going to, you know, all those down days, you know, they're always there to help us out and pick us up. So with that, I want you to introduce, he's my brother, right? My oldest brother, Pan Zhou Fang, and my sister-in-law, his wife, Mary Han. So help us welcome. Hi, everyone. Thank you for having me. So I took part of Mikana, and so they had a moment, isn't it? Okay. I'm sorry, I'm kidding. They do know a little bit, but they started quite a while ago. So, all right, Manjoo. Well, this is everybody. So welcome. You just came back from Laos, but we'll talk about that later. So welcome back to the U.S. What don't go introduce go to King Hakarupea, Melon, and maybe just say hi to everybody first. Nhà rồng,
chuyện với bản thân gì? Nhân lúc chúng tôi hả? Trong sáng mà làm việc tôi cũng xin chịu ok. Chỉ tận chú ý hôm kia tấn này phần tên phê hôn lên chàng á. Nên cô yêu là mẹ gì hơn phát. So, bắt đầu thêm Mary ạ. Nên chị khi em biết gì cho bé sẽ yêu mẹ lên chàng. Tớ muốn lời dạng lên đó, tớ chỉ nói hợp dịch xe lộ ô nó lộ quá trời này nào. Thì bé sắp bó thì yêu mẹ lên chàng thế. Hãy mình biết một từ luôn rồi, nếu mình biết là mong là một từ luôn rồi. Ok, rồi rồi, mong là về rồi rồi đi nè, lúc chạy đi đi nè, thì lúc chạy là về rồi rồi đi ở trong nội hình sẽ có lộn cả ta hả? Lúc chạy đi đi, chồng em bán cho cô cho chạy trọng, nè. Tàu nở hình chứ, hình bình bao hoa, tất cả là hình bao trời, thì họ là những viên đàn ông mà là cái cô xã là trở lên cha là dùng những em mới lúc chuyển nhau nè, nếu mà nó chuyển nhau thì khó. Bây giờ tao lúc chuyển nhau là bây giờ tao ở nhà hàng, thì khó nói cái gì à pi à cho làm đồ bằng chế nó đi bán cho bố cho cha trâu luôn cho tao xin nó. Mary, cái thằng xã lịch chàng nha, cái thằng lì giờ chơi show lắm nó quan chơi nha. Bảo là cô à, giờ chơi show nó quan chơi lắm, nó quan chơi tao bây giờ ta, bây giờ chỉ mong tụi nó tiết kiệm tiền lắm, nó tiết kiệm là phải luôn á, sáng đầu sáng mà tụi nó ngủ, bây giờ nhân để lịch chàng thì cứ xa ta, cứ luôn nhớ cho nó trong mình để chúng ta nó, cứ luôn phụ, nhưng mà ít được xem gì. Nếu mà ý lúc trẻ dọc đó gì nhó chị nó khó phiếu trần cho trẻ mà dù ý lúc có gì nữa thì ý mơ xa hẹn à tại sao lúc xa hẹn là ý cho nhẹ hẹn vì ta ý là lô lửa lúc tết trần lô nhá lúc tết trần bị càng hóa chị ý mơ xa hẹn là chị ý xa trở xa lúc làm lộn chị thọ ước bí ý lúc làm lộn hôn đơn á ý xa ta ý cho nhẹ ta bỏ nó ý ổn định chăm sóc tao, thế chứ ý chúng mà chụp cái khí vị, giờ ý sáng chỗ họ phát ta, bỏ thằng ý chủ tao, sao tao ý luôn dùng, giờ ý bị được tại ý có, thằng ý lục tí chạy theo cho chồng trâu, đờ, ý mở phản nhà sao ra, ý thực xem gì, chỉ muốn chỉ phút ra rồi ý nhau tao trâu lúc này chỉ thiện kề, ý ở này có ở được, ý ở này tao có bao nhiêu là sao? Ý này tôi chẳng đủ là tôi sống nổ sớm. Tất sự ý gì chỉ chạy ý gì sẵn đàn kêu bố tôi lúc đau gì nhó. Bố yên mô cho lúc có ai gì. Giờ ưu ô xong lúa chứ tao cậu ưu xong ý ở chủ tàu. Khả nó giờ ưu chạy xa lưu chủ kê ngâm. Thì ưu mô áo phạm chứ tàu. Ưu thủ chinh dây xa mô lúc chế tôi ưu nhắc lá tàu trâu lưu lì. Ưu mô áo lưu tàu chứ phạm. Tàu trâu phạm á. Thì ý tôi gì phạm á. Tạm thời ý mô trí tù mê nhu. Thì ý mà mô gì thả cho mô lũ trị. Dù tạm trò thì chúng mới nhảy vô râu nào nữa. Tất sự ý sao ta. Lúc xưa hỏi tớ. Dù trò nhị nó sẽ mà làm tổng tên. Dù trí trò nhị. Nhà lê tớ ý chắc chắn sẽ xa lũ cho nàng. Nó muốn tôi có rù lù. Cũng mô chung mong cực tí mô ít băng. Chẳng chẳng xa rù. Thì mô biết mô trốn lên có lại dự trình tông. Thế sao lại tao đi cho làm nổ luôn. Rồi chung một nỗi của mình đang đùa. Hóa chơi giá chúng tao đó. Wow. Tại sao nông nhớ mình về chúng ta còn chít đùa á. So you to tức này is like double you guys already. Yeah. Thế chị tao. Tao biết bí hỏi mẹ mẹ thơ lúc trẻ giờ lúc trẻ lên chẳng. Thế thơ lúc trẻ giờ ví dụ lúc đó gì nhau. Chị tổng thơ mà ước chứ tao mô ra chơi chị tao dịp phá chị ý mô hà nà chẳng. Lúc trẻ học phía gì hả thì khi mà dì thả cho nó lúc trẻ thì hít sẵn ta mô bê gì cho lúc sau thì hít tao lúc trẻ nó ra thì hít mà lên một cái chú lúc hẳn nhau nọ thì hít chỉ tao cháy là thì hít sau lên đó vô tao lên cửa nhỏ chứ nó liền ư xe ô thì nó có lên nhỏ bốn thiện đây chỉ xuống với nhau ta lại ư học khẩn tao nhanh thì hít sao mà lúc mà dành hậu thứ nhau thì
sáng từ lúc khách chơi từ lúc lâu gì nhau mà cho nó sinh của hậu nè cứ chờ mỗi lúc từ y nhau từ sau cho nó thì nó sinh của hậu được với nhau thì lúc sư hành đó lúc cho tạm sự nó thì giờ dù mơ hạ tổ xa đồ chụp lỡ rồi thì như giờ ta có thể để thể thuộc với nhau cứ cuộc chỉ tàu bao nhiêu kỳ vậy ta em mới không lúc có hoạt động thì cũng nhau chuyển ra lắm. Right, so Zoma, let the more at least in Anya right now, right? At least 8,000? Okay, you guys can do it. Tomorrow, we can teach you guys how to find $8,000, okay? So that's something that you guys can focus on. It don't matter like you may enter one dollar. But who's renting right now? Raise your hand. Everybody owns a property? Okay, who has a property? All right, that's good. If you're renting, you're actually paying a their mortgage. I don't know if you guys are renting for them or not, but if you're renting, you're paying someone else. So if you're able to purchase the property, at least you're paying for yourself. Okay. Yeah. So, what they So we want to help you guys. So you have to make stop out a lot. It's okay. Don't try. Get you more to realtor town. Put my bam in your chair, right? Kind of on that loan officer, right? So it's okay. You don't have to speak English. That's your more losing more good. You sound more on it. You get to work out. All right. All you guys can do it now, right? No? Yes? I did yes for you guys. All right. All you guys can do it now, right? Alright, okay, that's good. It's okay. It looks like we have to be a little bit of a sound. No, we're sure of me. We're singing too, so you guys can stay the night to sing. Okay. Okay.
ban cho thêm Mary cái ông đã lúa cho nên khó trong chốc rồi giờ đã chỉ khó họ chỉ dùng nên họ giờ đã chỉ để bên thế nên họ sửa bị gì cho bên thế không anh nhắc rồi được cái con này sẽ nói khó có lần lúa hoa chơi nhất khỏi phong chốc rồi vì giờ ta bé thường chơi bông đâu mình muốn sợ ta giờ bé mua hoa rồi nè ý luôn thì nó biết chỉ bé buồn là giờ bé một tay mình bé tôi muốn phụ một sĩ ra bé chỉ đi tàu đấy nè mà chỉ giờ nhất khỏi cứ bao bé số lên số tù giờ ta biết số lên số tù chờ mấy lúc học thay tàu của ý chồng tàu ý lúc trẻ sẽ làm chúng tôi nhà tàu nhau là có lẽ là từ cái ý lịch của nó thì cứ qua mọi ý ra cứ mua ý chuẩn nhà nội vụ tế lúc trẻ đó vô tăng cho ý bó kia sẽ trở trẻ tăng cho thế thì thật cho trẻ kia ý mô tàu nhà tàu hãy giờ có lẽ là dù xã tại giờ dù trẻ lịch bếp bồn chê lịch tả cho ý của lại lắm thế thì mà tả nó biết của tàu dạy tàu nhà thì biết lúc sắp xả mà sau cũng có ý khoa chỉ trong trường này đi, con đang đọc văn chơi nè. Anh em đọc văn tôi khen nhất chính của giáo trên trong này đó, vì ta, trong một cử tri vô và sau anh thì cho anh ta sẽ cho học tăng thầm thì là do chế tạo tăng thầm tư sự kiện của chính một khoa đại chỉ trong đúng của đó, trong khoa đại kết quả là đọc văn chơi mà ý biết sáng thế, giờ biết chữ sáng thế tôi không chỉ tăng lúc chế thì biết tôi muốn giảm tới mình là vì ta không ăn chơi mà nó sẽ hỏng nó giờ cho cũng mà không chơi nên mà là ăn tốt thì không có gì cũng thực tập chơi sao của chỉ tao ăn chơi ăn này nó tao sẽ để lên ta vì ta cho hỏng nó mà vô cơ lên là chơi cây ra nó có lên chỉ của hỏng để lên ăn gì giờ giờ đi phun nản chứ giờ giờ mẹ vô vô kế nó thì nó tao sẽ để giờ dù sẽ chơi để thì virus để bên chỗ nó thì sẽ tao sẽ để ít chỉ bỏ trốn đấy nè, giờ hạt sự không chế nè. Thế thì giờ ta có một nhóm tổ chức chế là mà có ít chỉ sáng được tổ chức, nên là có ít sáng cũng hoàn thành mà nên lùi xứ là ít chỉ tăng, vì ta không chế nó thì giờ luôn tổ chức mình đâu có chức tổ chức thì thế mà cũng sẽ sống thì không có nên những nhua, nó no sẽ là không nhiều lắm. Thì cũng chỉ một hạt trốn đấy nữa, hạt sự không chế nè. Của tôi cháu tôi chọn trâu, lượt xuống này nó no là của anh chị, ok. Giờ ta có chỗ là trên cái gì của chị nên nó yêu vô. Của yên chị tao cho chị học của yêu vô nhờ. Của tôi nói nó nhỏ là của yên chị nên nó cũng xa vô. Mấy tôi tóm nhà là lòng đỏ hả này? Ờ, tôi sẽ. Mấy nhà lòng là chị tao có hát và hỏi ta. Giờ hả ta có chị muốn á. Cái nhân chị sẽ nói thế đừng có tin. Chồng chị tao yêu nó hỏi ta. Vì ta giúp kỳ tôi yêu vô thế giờ. Nhớ khỏi rồi tôi yêu chị này. เราก็ยังเก่งเราก็ฝึกทุกสิ่งอ่ะอย่าปัจจุบันนี้ก็ผมมองว่าแต่อยู่ท่าตัวเราหน่อยหรือว่าโยชน์จะอยู่ตัวจริงๆเราเลยจ้ะฮะโอเคนั่นแหละก็ว่าจะหนุนนะอย่างจะจะอีเลงเลยมาต่ออีคู่เลยมาต่อ ถ้าสิ่งนั้นผมพูดไปแล้วต้องสังเกตก็จะหนุนร้องมาเองเชื่อเชื่อว่าก็ว่าอย่างเดียวเราต้องจิตใจเลยนะจะก็วันนี้จะมาตาละโม่เนี่ยจะที่เราพูดเลยนะตอนนั้นก็ไม่ยกของเราคู่เราไม่ได้นอนแต่สิ่งเราดูเลยฮะแต่จะรู้ใจอยู่จิตใจเราจะจบแค่ไหนเราจะต้องไปทำเป็นแม่ทุกคนนะแต่ความนี้ Who's still single in here? It is not your popular, but yeah. Oh, I'm not trying to hook you guys up. No, no, no. yeah, one of my mentors told me too. Yeah, miss, I'm proud that to do nothing. Well, told me to not change. Okay, just flip the house with them, right? And you will easily understand if they will be your spouse or not.
We survived over 20 houses. But I think it's gonna stick, right? Y'all there? Yeah, 건조한 because you know, but my wife is very clean, so 저는 이쿠제 많이 뭐 everything 뚫어서 다시 이번 주 하루 있었다는, so I have my tools everywhere. I have it. Work. I don't know. 그거 뭐 하나? 맞죠? Yeah, 반대 반대 뭐. 그러다 거부가 거부냐 뚫어서 막 오네요. 다시 마주. 有么在考虑那个路啊？比如到个，但上半年头啊，那就是个拉浪车那样。再考虑有么？再考虑看到在在那家吧，我来过来过过过山的，啊，在他那边我到边农啊呢。但是嘛，考虑有一块的，另一个有一块到，就租给人，再租给某平时，好久间的大的呀，有么路人么的么路么路啊，路过来的。 养鱼呢，阿里我，考古哈大家阿里我，啊阿阿里捕捉过，那可能也养的，也是阿里养养的，那古古节当时是古古节当古在高中啊养养了，那只当的，养到古古养到节时又阿只当个捕了古古在高中都养，现在和田农的养，啊要到新班的农养，对吧？差不多到这个算算。 So but that we do have a patience a little bit. You shut the you know. Many kuche moha, actually I think at the peak you guys are over about the kuche, that they don't right now, they've been selling off because and you guys could buy properties from them because put it's probably paid off and so you get a good deal from them. I got a lot of my deals from the older investor, okay? That's a tip for you guys. So I hope that's worth your $20. But me don't tell you how me how sao tao che no ne. But how ku che ma online mo shi pa ku ke tao. Ta shi tao me sao especially tao me mo ron tao le ha. Me bong mo he kao ke tao che sao no bong pa tao yu ha bong mo te kao ke nyo cho tao yu sao che. Tao pe sao che e mo tao yi ne yu nyo na. Le tu sa ma te tu da hon te na vi na ta. Tao ni tu sa che ke po hong ta shi se ke ke yu tao no. Thế thầu tư ý sát tiền thầu chê ý sát tiền thầu mỏ. Vì thầu biết chú lên là dạy bây giờ bóng tư thục khai sau chê nợ. Dạy bây giờ nó trụ mong của tao trở nên thục khai lúc sát xa. Mà biết thầu lên của tôi biết giả hôn lùi. Bây giờ sát thầu hô có thứ hôn, nó nói dạy bị kì ná. Mà lên tô là dạy bóng mà đã lên lúc chê nợ. Có cơ cứ ước vô hề ý cho chê hề nè nhó. Phụ tâm thôi hề chứ có hến tỷ lên mà dọc. Ý sát sư hề. Ê tư. Yêu nó mở nó nó rất là cũng chỉ nói được cụ tông của chúng nó còn tăng, nhà cũng chỉ nó mở ta của đây nói gì của tàu chỉ tàu của nó, chỉ ít cho từng chút tuổi cho đây nó, chỉ ít sau chỉ tàu hóa được chúng ta nó cũng chỉ một thế mẹ hai chúng còn tăng, cái yếu chỗ nó chỉ ở lì bên lì chúng con này nhỏ lô, rồi họ dùng một thế mẹ lô, vì giờ bên chỗ này, bố là trong này dùng dùng là trong này bố, mới sáng chúng tàu cái bên sau chỉ nó, tôi chỉ chỉ này nhỏ là bên chỉ nhà. Thì thật biết họ được một chữ chế thì biết tôi đầu rồi. Thật bố ơi, tôi chưa nhận thì khỏi những khó lễ sinh cho dù anh ta. Nhà dù dù nó dù rằng tao dù quá. Bố dù rằng tao dù hát. Thì thật bố ơi, thì ngay rồi là một trò lúc bố hát vì ta. Mà chẳng phải. Sao giờ, giữa chủ tao nó nó sẽ chứ tao nó mà cái giữa chủ thị cũng bỏ lên nó. Thì giờ biết rồi thì biết của tao sinh tế. Ừ là mà một tên tù mà chỉ có nó lì mà thể vì ta có một lì dẫn nha. Có cũng chỉ có nhà lì dù hóa thì bốc nó nha sử lặng. Nó cái gì có hả đến tôi này là gì hả thì coi thì gì rằng thôi. Bố hẳn tao rồi, gì chỉ tôi thì không lê hỏi lòng là hỏi nó sức gì. Ừ trở thành này mà gì nhắc tế nó. Thế tôi nhớ tao cổng chứ cho xong. Vì hả ta ưu trí sáng khu chế tao nó lên à. Giá chế nó tao lốt thì ưu trí sáng khu. Mất rồi bố nhớ có thể gì rồi. Bây giờ để rồi, vì ta có chứng mà chạy thì tao nhớ mất thì Chris để ý áp bồn đồ lại của bó tạng. Chạy cứ lên tao đi chạy cứ lên là sẽ chạy rộng hồ lên. Cứ chỉ chủ một tên mẹ hạt chung cho chạy này nữa. Again, sounds like they haven't raised rent in 30 years, so you guys could buy their properties, fix it up, bring it to market rent. And that's where the value is, because I'll do you sure now, right?
or they move on to bigger stuff that they're working on. Okay. You have other stuff I'm gonna ask. I'm gonna jump a little bit. 다시 노래 매화 원치만 조금 더 middle retire. 누 더 우가 더 떠냐 나오나? I think 부모 $800 a month for you, right? So 다시 노래 매화 원치만. 原来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 原
pastor là cái trưởng bàn thề cái trưởng đàn nông khu lộc môn là do cái tổ cái nền tờ là cái đàn nông mình xã ở yên xã tôi nghèo mà do lộc môn ta xin lại cút chơi ra cái hậu được chơi ra là ha nó xin mấy nhà phố à tờ cái chờ to ó sùng là mấy một vật tư mà ok à là một số phần nó thì ý họ mong em vẽ sinh nhật đồng bào tê à ý ổ bằng chế nhau đồng bào tê thì ý họ mong em vẽ sinh nhật đồng bào tê thì ý họ mong em vẽ sinh nhật đồng bào tê thì có nói là ý phép của nhau thì lúc chế thì ha thì ý mong tỏ ý chồng anh chàng thì ý nhận cho bao giờ tỏ ý gì mong dạ ý tí còn Mary tí mấy họ mong sau chế là mấy ổn chế tí mà là mấy những một chế nhau tí ha chế chế là mà giờ ý theo à lúc chế là à như giờ cái cụ à những món sản cho cháu lầu thao thì phòng trang đó cụ ý là gì mà ý là tại ý như muốn nuôi cho lầu này à nhà thao thì ý của nhà tất cả nói ý của nhà chế rộng nhà tất cả một cái cửa hàng ha à tất cả của cụ phụ trên chợ cái tồn tại cái những con khẩu này à cho lúc kia chế giờ lên đây thì à ý thằng ta sao nó thích chân nó vẫn to nhất thích chân nó là có nhớ chỉ tông thế là để ta vô lâu nè à thì họ sẽ đi một hồi nó trong đầu tiên thì cái một đầu tiên thì giờ cái lúc trẻ là giờ à cọc bé mẹ con người cọc to mẹ à thì cái lúc ba san thì cái giờ cái mà cái anh xã là lâu có rồi là thì cha cái một hồ sau này bên ngoài mình càng một hồi họ chuẩn tao lúc trẻ gặp nhau ý yêu ô của dọn lấy ý nhà nó thì khó nó thì ý dành cho ô to lấy ý nhà cho lúc sẵn sàng là thì ý phải thêm một à rủ chế thì ha nên nhỏ ý tụi tí nhỏ ý tụi tí nói dạ so nà đi cấp bồn chú thỏ first time ý mong thì thế chậm lo ná ý họ mong chí thỏ mà ban chủ lúc chế thì mình cao lại đấy chứ so they build their dream house in Laos cho bài tăng à ban chủ mà nhìn lúc lúc thì chờ lo thì mình mà lấy à tô văn kỳ mà tô thì mình cả nó right so he grew up there I have no attachment to this blog because I was born in Thailand so who's born in Laos here oh there's some of you guys so maybe no more attachment to this blog I was just there for 5 weeks last winter but the third time was when we in a position and then it was sort of our honeymoon trip over there. So now the couple you told it down. Yes. Cô yên trời cho thầu hơn cô yêu mà hát bên nát chè mang bên nhau San Diego. So ở nhà thi tin là mà lấy ít gì nhá hôm nay đi sâu đàn lắm. So thầu ước chi yêu mà cô yên trời tao bỏ luôn cậu liền. Chè cô yêu mà hát bên mà hát bên tròn nhì hên. And then cô chỉ chỉ xét để ok cô phục vụ là luật sát tỷ thế này rồi thì cô chỉ chỉ xét để cô cho được lúc xin vào tàu ở mỗi ít sống số chỉ có mỗi ít sống thôi thì cô chỉ chỉ xét cho mà hết bay bay thì nó thế này ở một lúc hai đêm một cho sát tỷ này nhập cho họ thôi nhớ thì mọi người cho nhẹ thế này thì ít trong gì tỷ này ha thì ở chỉ chỉ xét một thì thử một cho tỷ đó thì cha cô tôi liền tiêu do Mary nó tôi tỏ ở bên trời nhau hồng này rồi tỉnh pro ma chọn nước mua thế nước pro ma bên nào khách cho ship tới kia nó vì cho họ tiền là quân nhiên tiền là nái cho khách cho kỳ xử lý ở sen pha mạnh nái nhọc cho lời thiên hàng tàu lắm chơi thầu để tin tới tối để tin nào khách cho số chơi của đâu cho tu để tin nói thì cho nước muốn quân nhiên nái nhọc chơi để tin cho một sai nữa chơi mà lo hiện lên đó
có lúc trong có một cái tờ để trong hoa nó một trong phải lúc chạy thế mà có túi tẩy chơi hương rồi đấy cơ nó em đang cho lúc chạy lên lúc đây nhỏ chị cũng bộ chị cũng cho sẽ sửa được cũng phải theo cho là chuẩn theo ô nó mua như chờ nó lột sầu chạy là trả này nhỏ chị cũng theo chó cũng có chiếc tàu bỏ đồ của tôi thiên á nó cứ giật thân rồi thì cũng bỏ được hết sức này rồi. And then ở trong này tiếng nho thằng đó tiếng nó chỉ nho tiếng nó là tối miền ta thấy chén nào lắm chị cụ bỏ này tiếng cả lúc chế and then cụ bỏ này tiếng cả lúc năng ta đó and then nó thì bé cụ thiết chặt chỉ xíu em đang này tiếng thì à nay ôn đã chơi này nhở ôn chả biết không có nhớ luôn này nhở chị cụ này thiết thì mặt bây giờ thiết được cụ nó hay thì à là ôn hay là ba chơi nè trong họ họ cụ lúc năng mà cụ tư đi story tao thôi là tất cả cũng vậy xã ô hoa la lộ quá chê thì cho họ thầu bên ngay lúc chuyển sau nó để cho bé tụ chuyển chế là qua phía trong bé nó nhậu thì cũng vất xã thì vì lý cha bé tứ cho năng cái nhà trả lời thôi dù tao quá chê ấy cũng nhờ cũng chỉ nhóm tất cả nó là tứ của trái quá chê nặng để bé sau chuyển nhóm xong để bé chở trâu tính mình tới giờ đi nó nói nhậu thì cũng vất chơi chuyển chuyển thì hao dù ở cha thì của tao quá chê nữa em đây cũng nông bé cho nông tan cho cho tí nông cũng bao nó tại nhưng cũng xa nó thì lời việc chỉ muốn nấu vừa to đi vì vừa ít lúa vừa nhỏ cho tới chơi lái nào nhua nó nhộng thì cũng dễ xa thì vừa chơi nhua thì chỉ mà cũng chơi sau tuần năng á thì phải nói đi cũng phải chơi tao để tí thì con thấy đùa nhau vậy nên thì là vừa chơi đó em đây ít chung rồi xài vừa ít lúa ó lúa bé lúa là to à cho nên cô đó cũng surprise lên nó nhộng thì wow do vì lý cha của nông tin nông tin trâu nè ấy cái chỉ muốn nông hay tụi nó hay cho nên nên vừa trẻ cho bao lý tế chỉ cháu thế nào yeah and then cái tin hay của cái do ước xa muốn nghe ước xa có ước trong liên tin là cái ước dụng chủ tàu mu đặt California nó cho họ ước stay Minnesota họ nó sẽ vì cho họ tiền liên tin là ý ý chữ qua tàu họ nó nè liền ước stay mà là chỉ có này em that's why cụ thể thì lọ thì ô lọ cho thì cũng theo mẫu mà sẽ bị dùa lọ thì phải nọ sơ nên chỉ cả lọ đấy ó để chỉ được cái no they have to go in that sense well you have to know San Diego is very beautiful so if you guys visit San Diego but I'll talk about that mình có một chút đó có càng được chào nãy mình sẽ lên cầu cầu cái lũ cho đang đổ bát chế rồi quá khó chơi tàu cổ lô ha phát triển tế rồi nè cô lo nhất cho sàn địa cầu nè chị cũng có buổi trẻ nha rồi ở tàu lúc trẻ nè có thể trên tàu có lúc trẻ nè có tàu bay ra gần bay ra nè struggle bỏ nè ước có nè sẽ ra sáng tàu lúc tế thì nó có nhau cái chuyện nhau bị ở tàu ba giờ tàu bay ước hoa chẳng sẵn cả tàu lúc tế thì nó ba tàu lúc giờ ấy cho anh em miền núi dài gì trong đấy chờ nó chỉ chỉ nhà ấy rồi lúc tết chờ bác kỳ rồi mà chỉ ít xa lề rồi nhau nói gì cũng xa ai trong cũng thương nản dần nữa miền có ta biết thả ta biết chỉ chỉ bỏ mà giờ ta ở thu sỉ rồi nhau cho sàn địa cầu chỉ ít chỉ thêm một người cái lên chỉ nhau trong tết chờ nọ chỉ ít thêm một nhau ít trong tỉ nhau ít trong tỉ nữa giờ này ta biết xa lề họ cho mình kế sự xa lề ở trong một cái rồi đấy sẽ thọc có tu luôn chưa ư lỡ ở gì xa tay dòng qua lấy cái sáng tàu thì như ở chủ tàu chứ giá tôi sẽ lấy dùng trong mùa ở như anh khan ít bộ trái nhạc cơ mà lê mòn hồ cơ bên tôi biết khả bên mùa nhờ dùng một bộ tay yên tàu chứ vì có qua tay ứ tẩy tê ra lúc trẻ thì ứ trở khóc mà nhau tê ra tê chỉ chờ sáng tê sáng là tại tê mà yếu lúc trẻ ra giống sẽ ngủ hả biết khổ trong tết trời là biết mọi chuyện đó sự tết tôi chỉ cho nó biết tận biết rằng gần biết rằng có tờ họ đỡ nhau chẳng biết mọi lúc chuyện nhỏ biết thể trên tàu biết chuyện mà sau thôi lúc chuyện nhỏ cũng phải gì rồi lúc này chị thì ít lúc trong lúc mình này tồn tại nó của tổ chức gì cứ mọi lúc chuyện đó gì nhỏ cho nên cứ chuyện sao thì giờ lên chẳng cái sao này mà giờ lúc chuyện sẽ cổ nó thì có tờ biết rằng gần cứ thể trên tàu tôi thêm mày nữa chỉ sao mất xa hả mất xa tới qua ý gì tới này nhau mà tới chụp kệ rồng phố quân tàu thì tới đủ phố rồng xa tới chỗ phố chụp kệ tới sao mất chụp kệ khi nào phố lên trang thì nếu mua phố dùng đồng phố
Yeah, so thank you, Mary. Thank you, John. Lúc trước nó có khó khăn của tổ quốc, cho nên sau này chúng ta mới hạ cú. Vì ta cũng thấy lo mà, bé con cái tiền cho nên hạ lúa rong cho nhiều rất là nhiều. So, người tôi hạ cú nên té của vụ lúa bò cho làm được phát triển. Nó chẳng còn rồi, cho tim mà bút to hạ nhiều rồi, bút sáng rồi nhiều chỉnh trang chứ. Hạ nhiều bao nhiêu một trang chứ nè. Tất nhiên mà cú ở cửa cũng trở chiến đồng, cũng trở chiến đồng. Okay, để check all the way. 10 years later, until I got married, and then my wife will have to go boom, I'm going to have to die, and then my first class. So don't wait 10 years to get started. Me to do my no na, to do kame ta shino na. Now you guys have direct line, direct network to them, right? To plan no, you guys should get their Facebook page, get their phone number, and do have to die, and to call someone like who. All right? Can you guys promise me that? Yes. Yes? All right, don't do 10 years, okay? Start today. All right, so, yeah. Thank you. 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 Yên cái là y cho tôi chẳng xài cái mong xa từ lũ nền ha. Mẹ dù chóng hoa ta lũ nền yên mô khá rộng, mô khá phê, mô khá nhô khá dâu gì ha. Thế thì mà người chá nó nhớ tạo vô yếu vị lên chàng. Sốt xô tu tạo bế trình yếu bế nhớ nả lúc lăng. Bế nhớ trở nó nhớ trở hồng nả lúc lăng xóa bế trị tạo khứ rồi nha. Tại vì khi thảo cái bế chỗ lô lì là bế tầng là lúc lăng lô là xuất xô tụng cái nhỏ yên cô. Ta đấm nhỏ cô ở dạng này chàng chi tàu lông nọ chi tàu lông đồng hậu để thảo nhỏ là lúc lăng là dù ở dạng tê, dù lô chú gì lô lô dù ở tàu khứ dù nọ dù hậu. Thế giờ lên ta để xuất xô tụng cái nhỏ tầng là lúc lăng lô chàng này cô.
300 times 12 times 30.
So I was a math major. I could do that in my head right now already. I was kidding. I don't. I'm theory man, guys. All right, can someone yell it out? How much is that? 300 times 12 times 30. 108,000. So if you save $300 a month for 30 years, like they did, investing in real estate for 30 years, they would have gotten $108,000. That's a lot of money. Right? Is that a lot of money? It's a lot of money to me. That's your new what did you guys do with a couple of your houses? They steal a lot healthier than I am, so. But I did help them. All the other money, about to more marriage. I did the case one, right? Okay. Lu hao ya me, all the other money she did the plan. So lu hao me you put down. How much was that one? Lu shi hao on the man ya che bong na, ya che bong bong pe la. Che lu ki lu ya che ko lu pe lu ke. Cha ko che ye di ma le mo. Nó chạy cái vụ ít lúc chạy mà nên chỉ tao phốt được không ít không có này nên chạy giờ chạy xỉ tao đó cái vụ giờ lúc chạy giờ plong vừa hơn hôm nay lúc con cả là có những thứ mong mong chắc là nó hạn giờ hạn mọi chuyện có tí tao cầu gì thả thì hóc thả nên còn hóc của những phòng làm thế cũng mở hóc của chiếc chồng thả. Alright, so who was it? Well, give them a round of applause for selling it for $250, right? Okay, all so I think that beats the $100,300 saving, right? Yes? Okay, so that type of savings that up to one, just consider that more you have saving, that's it. You may say you get 100, or you mo pa nya mo yo lu che kao yi pa, which I know that up to down payment, up to the down payment, I said so it wasn't even that much, but up to yo kao yi pa, the up to tomo sao, ni sao pa che, around yeah, up to sao yi li pa ho, for I think almost kao chi xiong, right? So up to do tao no kao chi xiong lu che ho, yi pa ho, per month. And then I'll do my mom on the opposite of. So, is that something that you guys want to do? Yes. Yeah. I didn't hear that. Is that something you guys want to do? Yes. Okay, all right, that's good. I want that too. So, you'll be able to check all your pound out. Please send it to me. All right, so, yeah, that's a way that you guys could do. So, anyways, I'll do more. They sold two houses, I'll do more. All of them, they just brought. So, that's $500,000. So they have 40 properties. You guys can do the math on that. The amount of money that's stashed away, drawn through the chair. They don't put it in the mattress. They actually put it in the van chair. Okay. Em đâu tàn lên cái giờ chip bộ cổng tháng thế mỗi giờ lúc này mong có tàn cho thế chứ ít trong cầu sẽ để ít mùa để trang của tầng hạ có nói giờ có tàn bí chỉ một trời tì nó tấu dạng này đó thế chứ giờ tàn một tên lâu là tàn có đủ lý tứ thì các tôi lý tứ cho chú ý giờ bên một đủ tông trở này chứ sao mấy cha mấy rồi thì mấy giờ tôi mới nói dùng mấy trả tiền con này hàng tập mà biết tụi tôi nữa mấy tụi nhau đã phát ra nhờ chỗ này mua nhà nhau bên giờ nó vì mình chồng tôi có thằng sẽ tôi nói chuyện gì cho mà chân đó
thế chỉ giờ rồi đó là dễ nói gì à con mà cũng mấy lúc trẻ nè cô nha nè từ trên này hồ cô nha từ anh trai từ to giờ bút chì hà để cô yêu chị yên nè cô hãy đã lục được cả cô hãy đã lục long ta chỉ cũng yên cho con ta bố hạ chỉ tao được cũng nha bố cho được mình cả thế chứ mà bố hạ chỉ tao được cũng nha cũng mấy cô sinh ra của ta thế cho hai lục long sinh cái chuyện gì hả của ta cho khỏi mình cả tôi bỏ lục long này cho khỏi chưa được cũng nha thì cũng chủ rồi nè chỉ có em chủ hạ bố hạ tại những chủ nhưng mà cũng sát chủ vì anh ta cũng thế nhớ sợ anh tao cho mẹ là nè nó nói lúc chị cũng nha giờ mình chưa nó mới chỉ tao rồi mà thì cũng cũng chỉ như rằng con ta qua nó mau nè qua sẽ lấy sao là nó mau được cũ thằng mà cũng như rồi sao được cũng thuộc trên anh ta à vậy khỏi rồi ha. Yeah, I think we're gonna have her do all of our insurance claims. Để biết sao thì vợ hắn hắn lừa thì vợ hốt chờ hai chân tôi là bùm bị ái đâu là chỉ tao tao là để cho nên sai phạm quen chưa right that's the way you guys should do it yeah cái chủ là mới chỉ qua ta cái gì nè cái hai lúc mới chỉ chủ là để bắt đầu tôi nói tao gì nên thì nó chủ thay cái này chứ cái gì cái khó tôi không biết tao tao hết á yeah so don't be scared talk try cái một cái tài họ tụi tôi chỉ bao là họ tụi tôi chẳng có cái tài số mình tôi sửa đó họ tụi tôi chỉ giả ok để mình nhận chủ ta ha we gotta open up for questions so start thinking about any questions that you guys want to know họ tụi này we'll probably do about 15 minutes of questions giờ mình muốn giờ chỉ muốn là if you guys want to drink we'll drink but if you guys have few questions we'll answer those questions oh okay I was gonna ask them but yeah let's start with you. Okay, go to Belita. Kelly? If you guys ask questions, just say your name because we got a network and your name's on here too. So, okay, Mima, Benny, Lulu. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. I'm going to talk to you about this. Mà cho lúc xỉ lệch kèo là tốt này tôi sẽ bị ảnh stress bố. Còn nó nhờ các bạn nhỏ hát bế nhìn chú bớt là hỏi xỉ tôi yêu hỏi rung là hỏi chú rung. Bế bí thì bế trò nhẹ thì bế một bí trò xỉ bế phê gì hát sơ hỏ. Tôi yêu tỏng cao mà bế mà bó thì ô nhờ xỉ mà nên cảm thế, nên rung câu. Tất nhiên thầu hỏi thì tìm bế chú bớt bế cụ ưu lò lò. Nhà này cứ thầu bế nhà tuy mà số trơ trình trong đây yêu hát sơ chú 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 thì mà mặc một cái rùng biết cái rùng to chứ thì nó biết cái lái chứ. Yeah, so you might see. Here's a tip on color for you guys. But the walls use satin, okay? Satin. And then the door frame use high gloss or semi high gloss, okay? There you go. That will make your house pop out. Right. So trying to give you guys tips. Yeah. And then. Đồ ó là tại đường mà họ chạm mấy họ chụp tao chạm mấy cái thả chụp báo cho làm đổ nữa thế này. Ok, tàu tàu pin này, tàu pin mà như đó là dùng chụp báo cho company đó này à. Khá khu nó thì dùng mà khu tàu khá chụp dân đồ này. Đó là mà hệ lệ chế của cho cả phòng bệnh ghi định tên này. Cả nó là tàu dùng tàu pin cho mọi lại sinh tố. Thế tàu pin mà như nó hát tới khi mà yêu ông cả thì à chẳng đợi yêu hú yêu to yêu thằng yêu lớn ôi nên chẳng là yêu ông yêu hết sức. So tập của Bin á, I was I studied math computer science, so I was in the IT field for 10 years before, well 12 years before I quit my job. But so Gucci Bao Gucci, right? Because I'm only on the computer, then I turn this way, then I'm on the computer, then I turn this way. That's my job, do database stuff. What I did was 6 months, I just followed my brother Phan Chu. Like, how did I learn that? I just followed him. Right? And that's how I learned. I didn't even know what sheetrock was.
Right? I didn't know that. I didn't know Shiva is drywall, guys. I don't know if you guys. It's just drywall, but the brand name is Shiva. Right? I didn't even know that. It's just that. Right? So I had to learn that. The other day, we do in frame the one of the basement, right? And then so it's a 2x4, right? Because it's a little bit short, it's like 2 inches short. They go say that, oh, it has to be perfect. Go try more to channel that if I'm going to. But no, my brother just take another one, stick it, drill, child case. I didn't know that. That's how I didn't think about construction that way. They use power, they use more, drill all for 6 months, they go malay, you tell it in China, right? So yeah, that may more to make out dollar, make some new go poor, For 6 months, he never asked me to help him with anything, right? No, he never did. That's why they would never allow you to go help because you're actually in their way when you go help. Just go and shine your. They need nails, just give them nails. They need. Clean the trash around the site and stuff like that. That's how I started. Because again, I come from the IT background, so I'm so scared of construction. Like, I was really scared. But you know, they're in China. You remember that? Yeah, good. Okay, any other questions? And do the lại bi na em nên nhìn trai na nhọng kia cũng recommend này cho ít thứ phần này hoặc là thứ ô ô thâu lò na nên hoặc là thâu lý lu na em cần nên son trai này na ý là lý thì bé thâu bé chỉ bảo mà lúc bỏ ý lúc bỏ nó to xem mà bé cứ sẽ chơi này của cha nó na nhọng à hả ta chỉ mà thâu con trai tu lợi ô thâu lò na chỉ là để ô nó nó là chỉ có mà một bi con chỉ có chỉnh trai na ok chỉ có nói như ý thâu cho họ tàu của hai nó nên là thầu first chỉ ước chỉ đi trồng ước thế nào is very hard trồng ước hơn ước người chỉ như share cân gầu đi nè ta chỉ mà tập cá nào nó ước cô sạc bỏ thì nay giờ nay giờ pin á thế này chụp pin rồi ít thu rồi là thứ quan trọng lắm rồi nay quan trọng ít lúa lỡ này chỉ nay mùa lúa thì ó chỉ nay chín sơ rồi nay chín chay rồi. Yeah. Are any other questions? Yeah, definitely. I have these are home equity lines of credit. If you live in the property, so your more equity is the difference between you look at how much is worth and how much is owed on there. So if you have $100,000 loan, but your house is worth $200, the equity is $100,000. So you can get a line credit just like a credit card, similar to that, and then you more or she thought to invest. We actually have a bank owner in the room, so maybe look back on during that. He can help you out. Yes, I recommend that. I teach that in a lot of the different trainings that we do. And I have a line of credits on my properties. So you just need to make sure that line of credit should be something short, just like your credit card. You like credit card, you see and then you pay off, right? As soon as you can. So it's the same thing. You have your line of credit, it's a giant credit card. And then, I mean, not giant as in like the big card, but they give you checks and stuff like that. And you got more sheet there, you got sheet, you got project done, just get it all back and then pay it off. Or you use it to buy rental and okay, get the rental income there and pay it off as soon as possible. So yes, I recommend it. If you have more questions, we can talk about it. Actually, or you guys have done some bank credit before? So they use it to purchase wood up there too. And as you build your portfolio,
we're getting ready to kind of bundle all of our properties together so that we could get a large line on the properties too. So you cross collateralize those. But yeah, like, you know, be equity, but we're getting to that phase where we're able to do that. So yes, the question, the answer is yes, you should use your home equity line of credit. That's why for that group who bought their house, like we have a few people that bought it a long time ago. Yes, they have a bunch of money in there that is doing nothing for them. So you guys could use that to invest. Well, you have some, that's why you come here and network, right? So your specific case, I could talk to you, we could strategize together. I do that with some of our, well, people reach out to some of our students. I have a few, some students that, and, that's a perfect chance to that. We do have an online community, which I was gonna show you guys, but it's on our website. You guys just go try to log in. Just go mongwheelbuilders.com and then join. Or log in, they'll take you to our online community. And so we have about 27 people in there right now. Actually more people, we have another 70 other people, students that are gonna be joining soon because we never pay. This is the first time I publicly announced it. So so you guys can go on there, join there. I have a bunch of trainings on there. Belu Mongwheel Builders conference that we did last year. We have 14 speakers. All of those videos are on there, so you guys can just watch it. I do like an 8-hour training that's on there with all the resources, like, you know, calculators, examples, all that stuff I put on there. So you can download all the calculators, everything like that. And it costs you guys $5. So, it's $5 a month, but for now, because it's gonna go up to about $50 a month. Do a lot more stuff on there. But if you pay $5 a month right now, you get that $5 a month forever. So if we increase prices in the future, you're still paying $5 a month. If you leave and you try to come back to the community, you're gonna be on the new price. So, you know, if you get it right now, it's $5. Because I just wanna make it as simple as possible for you guys and try to provide as much as we can for you guys. Okay, so you could go on there. I think in your case, I would look to go buy a single family, right? Yeah, so just look. Right now, given the state of the market, interest rate is shot, right? What does that do? It means people like me, as investors, we cannot buy it because everything I buy is 2 points higher. So you get a 6%, I'm getting 8. You're getting a 9, I mean, you're getting 7, I'm getting a 9. Right, we just refinance the property at 10%, but you guys could buy a 6 or 7, right? So actually, what it's doing is that interest rate on the share is actually pushing the investor up and allowing you guys, the primary resident buyers, to actually buy. Before when interest rate was super low, we do like 40,000 over asking, because the investor wouldn't get looted, but no cash. Okay. So I have a question.
and then you could call 2 years, huh? You said, I don't know what, so you consider like an investor, or you consider like, so. How many beds is your current house? Four. Oh, four. Then you, if you go buy a five, or you go buy at a nicer area, then you can still get low down payment. You can't really downgrade, but there's ways around it. If you want, talk to the loan officer. I can recommend you a few loan officer, and depending on what you want to do, we can strategize with that, right? And so you guys join the community. We do a weekly call, so that you know if you have questions at the weekly call, I could specifically strategize with your case, right? I did this because when they didn't ask for it, and then I had to like book hours and all that stuff, and I can't help everybody. And so there's a lot of other people that are really good too, a lot of my colleagues and peers. So you guys don't have to always just ask me. You guys can ask them too. So and that community is our community. So like, you guys join, things you guys don't like, let me know. Things you guys like, we can do. It's all what the community needs, okay? So if you guys go to our website, mobilebuilders.com, you go to join on the top, or members log in, you guys could go and, you know, be part of the community. But hurry, because look, y'all knew the video raised the price. So get it at $5 a month. And I hope we get a lot of like higher tier. In there, we have different tiers, so if you're very active, I'll unlock like different prizes and stuff like that for you guys. So I hope that we could get a lot of other trainings on there, like development trainings and finance trainings and business trainings and stuff like that from a lot of my colleagues and mentors. Okay, any other questions? Yeah. Yeah, I did a discussion and a deal analysis on our YouTube channel too, and about that. I thought, yeah, look, Jane, how much you have to cool and stuff like that. So it's on there. You guys go to our website, mobilebuilders.com, where you guys bought the ticket. You go to our YouTube is linked on there. So on there, there's a bunch of free videos and interviews that I put on there, and we talked about that in there too. Actually, I'll continue. Got more specific deal that you want to look at, again, we could take a look at that together, okay? A couple of times, sorry. Oh, okay. All right, Joshana, thank you. Okay, I think we're going to call it here for them. But Dr. Bai, I mean, we still have 30 more minutes, and we're going to network and stuff like that. And you have any more questions, like you guys could, they're going to hang out. Me and y'all, right? Me and y'all, do everybody hang out? Okay. So, or just block the door, then they don't go.
Oh, they took it serious when I invited them to come. So thank you. They actually wrote, yeah. I wanted them to come to a couple of our seminars already. Actually, my Hatu picture, but what she did at the blog. So if you guys are ever in Laos, you guys want to meet Kolong, right? You guys know Kolong? Yeah. Okay. The guy that taught, I'm the comedian guy. You guys could hang out with them too. Sorry, go ahead, Andrew. Okay, o te kia ko yo ha ta lo na o ro o cho cho chu na ha na to me me yin ha dau vacation na yo te ya la na te e ta kan lo la me ko lo san da ye chu ta to su te ya la no ma ma no na ma no e to na no e to na ha ke i o e to na ka i no เออเพลงคืออาสาตายายอมอ่าพอเลยอัวละมาชื่อชื่อก็ต้องนั่นคือตามจะให้เกิดได้ตัวตนเองเกิดได้ยินบอกก่อนอ่าดรีมบอกขอโกนั่นที่จะนั้นได้เป็นคนที่ก็ยกยกทั้งชีวิตเนี่ยก็รู้เจ๋อหลังเนี่ยต้องคู่เลี้ยวเรื่องนอนก็ตัดตาตัดตาหมดตัดตาตาเลยก็ตัดส่งยิ่งมองสุดโต่งอย่างเพียงโยงเกะคืออย่างหลงนั่น ขอน้อยขอกระต่ายแม่อยู่ตัวเราชั้นเดียวยึดเพื่อเชิญตัวขอน้อยแต่ยี่คู่จึงกับเราต้องชั้นเดียวแต่เราตัวก็ยังนั่งคู่เจ้าแก่ตัวปุ่นนั่งตัดเจ้าเดียวสานแต่ชอบคู่เจ้าหน่อยมันจะอีเลนจะทำยังไงจะประชันคู่เจ้าหน่อยแต่ยังนั่งแต่หน้าคู่เจ้าแล้วที่ยึดตัวคู่เจ้าที่คู่เจ้าหน้าตัวคู่เจ้าขอน้อยยังขอกัน ยิ่งเชื่อชื่อเทพก็ต้องใช้คำนี้ให้เขาสืบทอดนะอาจจะคำนี้ต่อว่าพอเรื่องตัวไหนเงี้ยยิ่งเชื่อมั่นก็ยังมองว่าเป็นสัตว์ในกำมือนั้นเราทำเป็นในบริสก็ยังเชื่อทอดแต่ก็ยังมองว่าจิตต่างเด่นนะแต่ก็ยังเชื่อทอดแต่ยังมองว่าจิตต่างเด่นก็เชื่อมั่นที่เราคำมือเราเชื่อมั่นใจตะเกียร์เราโม่รู้ไฟโตแต่เราโม่เราคำนี้ให้เขาเซ็นปุ่นนะคุณครูเจริญก็ยังคุณครูเจริญยิ่งยัง อีกข้อก็ต่อยอดชิ้นยาชิ้นตาของครูอยู่ในกลุ่มนะเจ้าครูบางคนเจริญรู้เจริญแต่ตอนเรื่องเขาก็มีนะแต่เขาหน่อยอีกข้อแต่อย่างเกินละยังยอดต่อสีปังฮันโอชันเดตังฮันดังกูมากูว่าอะไรนั่นกูชิ้นน้อยจะต่อฮันแต่มาลองแต่ตะกี้อันไหนเสียหายต่อเลยจ้าล่ะเขาหน่อยแม่มาเกิด อันนี้ก็เซ็นปุ่นตรงนี้ซึ่งหน้าตาโนเอ็นดิชโนมานี่นะแต่ตอนนี้ก็เซ็นปุ่นตรงนี้ซึ่งเอ๋หลายที่ยิ่งเยอะหาจิตเอาไว้อย่างตั้งใจมองจิตเอาเราเข้าต่อตรงนี้สู่แต่เมื่อตัวก็เสียความน้อยอย่างพัฒนาเมื่อเนี่ยเมื่อมองคันเจนเลยเอ๋เมื่อต้องมองคันโกะแต่จะจุคันโกะนะเมื่อมองเจนเมื่อช่วงอะไรจิตตรงโกะที่ใช่ไหมแต่ขณะที่มองเจนตั้งแล้ว เราเขาไม่ยอมตั้งโมกังโกแต่โอชันเลยมีเพื่อนฟังชื่อเราเรียนตัวตาทะเลถือสุขความอยู่ข้างโกนั่นแต่เนี่ยเราเด็กผู้มันก็ต้องมาช่างช่างขออย่างขอน้องขอเกิดแต่ยังเกี่ยวนั่นเกี่ยวอ่าขอเอี้ยมันเอี้ยอะไรกันเป็นอะไรกว่าเมื่อจริงทำเป็นมงโกแต่ถือตัวตาโมจะน้อยจะเลย Understand the obstacle.
prepare create a positive mental picture. How if now clear your mind or self doubt. How if you embrace the challenge. How if you stay on track. How if you show the world you can do it. They are made one thousand dollars, then you can reach your goal. Then your dream and goal come true. Then may I talk by a success, have happy life. Then I know, sir, I am not here, but you know, sir, I know, sir, that took a good time to get a strong love. Chị hạ lô lô chị hạ trang chị ở nhà chị rong là lão mất trọng bằng chị nên để ta nhau xe nè. All right, with that, oh, yeah, question? Oh, no, người chú bố tụ khả, giờ mới sáng to thì mơ nó mới chú lô chúa tụ khả ha. Ok, so tốt là nó thì lô chúa tụ khả. So I'm not going to do that. So you guys have questions, talk to them. Tốt là no, we're gonna break. In about 5-10 minutes here, so you guys can do that, okay? Well, okay. If anything, can you guys help me walk to China? So thank you. First of all, you guys got something out of it?